Ở phía sâu trong khu rừng lạc lối, có một người đàn ông đang sống trong một lâu đài cổ kính. Anh ta là một pháp sư bị mọi người xung quanh sợ hãi, tên của anh ta là Dragon. Vào một buổi sáng tinh mơ, một cô gái đang bị một tên tấn công, hắn ta có vẻ là vệ sĩ của cô ấy nhưng bây giờ lại quay sang tấn công cô. Trong lúc tức giận, cô đã tát hắn và vô tình khiến hắn lộ ra một bộ mặt ác quỷ. Hóa ra hắn không phải là vệ sĩ của cô mà là một tên khác, tên đó dùng dao chém rách áo để kiểm tra tâm hồn của cô ấy. Trong lúc hắn chuẩn bị hấp diêm cô ấy thì có ai đó xuất hiện và túm lấy cái đầu của hắn. Hóa ra đó là Dragon, và đây chính là sân nhà của cậu. Trong lúc Dragon đang ngủ ngon thì tên đó lại làm ầm lên và đánh thức cậu. Tên đó khi biết đó là Dragon thì hắn rất sợ hãi, hắn bắt đầu cầu xin. Nhưng Dragon đã bóp nát đầu của hắn, máu của tên đó đã bay vào mặt cô gái kia, cô ta sợ hãi quá mà ngất lịm đi. Dragon nhận ra là mình đã làm hơi quá tay rồi, thế này cô ta sẽ sang chấn tâm lý sau khi tỉnh dậy mất. Thế là Dragon đã dùng ma pháp đảo ngược, tất cả mọi thứ đã quay lại như cũ, sau khi tỉnh dậy thì cô ta sẽ nghĩ đây là một giấc mơ thôi. Dragon nhìn thấy cái thập giá trên cổ cô ấy, có vẻ cô ấy đến từ nhà thờ, những tông đồ của chúa là kẻ thù của toàn bộ pháp sư. Dragon đã cứu cô ta, nhưng có thể có khả năng cậu sẽ bị gán cho tội danh tấn công cô ta mất. Dragon tiếp tục thi triển một ma pháp dịch chuyển, cậu sẽ đưa cô ta đến một con đường trong thị trấn, lúc đó sẽ có người cứu cô ấy thôi. Bỗng nhiên có thứ gì đó đang cản trở ma pháp của cậu khiến cậu không thể dịch chuyển cô ấy. Hóa ra là tên này, hắn là Barbatos, hắn tiến đến gần cô gái và nói, cô gái này có một lượng mana khá cao đấy. Hắn nghĩ Dragon đang muốn hiến tế cô ấy, nhưng Dragon đâu có hứng thú với mấy chuyện đó, cậu dùng ma pháp dịch chuyển đưa cô ta đi. Dragon từ biệt tên Barbatos để đi ngủ, hôm qua cậu thức cả đêm để đọc sách ma pháp nên giờ hơi mệt. Nhưng tên Barbatos bảo Dragon có thể can thiệp vào bộ não để khiến não luôn tỉnh táo được mà. Nhưng Dragon đâu muốn trở thành một tên nghiện như Barbatos, hắn cứ dùng cái đó suốt nên mắt thì thâm người thì ốm chả khác gì tên nghiện. Barbatos nói, điều khiển được cơ thể là thứ cơ bản của ma thuật, nó giúp chúng ta khỏe mạnh và sống lâu hơn nhưng cũng chỉ giới hạn cỡ 1.000 năm thôi. Rồi hắn nói tiếp, tao có một tin tức rất thú vị nè. Một trong các ma vương, Machosia đã qua đời rồi. Ma vương là một danh hiệu, đạt được danh hiệu đó sẽ giúp ma lực được tăng lên một lượng lớn, cùng với đó họ sẽ có quyền điều khiển những pháp sư cấp thấp hơn. Họ là những đỉnh cao của pháp sư. Trong 13 ma vương, người sống lâu nhất suốt hơn một thiên niên kỷ đã qua đời vào hôm trước. Sắp tới sẽ có một cuộc đấu giá lớn tại lãnh thổ của ma vương Machosia, ở đó sẽ có tất cả mọi thứ, từ những món hàng hợp pháp đến phi pháp và tên Barbatos nghĩ sẽ có thứ khiến cho Dragon hứng thú. Tất cả di sản của ma vương sẽ được đem đi đấu giá. Dragon cũng biết rõ vì sao tên Barbatos lại rủ cậu đi, đó là bởi vì hắn muốn lấy cớ để mượn tiền của cậu đi đấu giá. Đúng vậy, tên Barbatos đang cố gắng thuyết phục Dragon cho hắn mượn tiền, hắn còn nói sẽ giúp cho Dragon lựa ra mấy em chân dài xinh tươi. Dragon thì bảo, tao không có hứng thú với đàn bà lắm. Lúc này Dragon thấy đám lính cẩn trọng một cách kỳ lạ, Barbatos bảo là dạo gần đây có mấy vụ bắt cóc hàng loạt, có tên khốn nào đó đang bắt phụ nữ và trẻ em để mà làm thí nghiệm. Dragon nghĩ có thể là bọn chúng đang cố gắng để triệu hồi một thứ gì đó, như một ác quỷ chẳng hạn, nhưng mà thôi, nghe cứ như chuyện cổ tích vậy. Barbatos nói, có vẻ như mọi người đang nghi ngờ Dragon là người đứng sau vụ bắt cóc, nhưng Dragon nghĩ ma thuật hiến tế là cái thứ không thực tế, ai mà lại đi dùng mấy cái đó. Cả hai đã đến sàn đấu giá, đúng là quy mô vụ đấu giá này rất lớn. Barbatos bảo, chúng ta đang ở cùng với những tên máu mặt đấy, ở đây có ma nhân Valefort, Gremory bùa yêu và tên Kimaris hắc nành. Bọn họ đều là ứng cử viên để trở thành ma vương thứ 13 sau khi Machosia qua đời, và tên Barbatos cũng nằm trong số đó. 12 ma vương sẽ là người đưa ra quyết định đó, Gremory và tên Kimaris cũng đang bàn luận về Barbatos và Dragon. Barbatos được mệnh danh là luyện ngục, và không hiểu sao nhưng tên Dragon còn rất trẻ và không có danh hiệu, nhưng vì lý do nào đó mà tên hắn cũng xuất hiện trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu ma vương. Lúc này nhân viên đấu giá lên tiếng, đây là vật phẩm cuối cùng và giá trị nhất của cuộc đấu giá hôm nay. Một sinh vật huyền thoại, họ đã bắt được từ trong vùng đất thánh Norden, cô ấy là một elf. Dragon khi nhìn thấy cô ấy thì trái tim bắt đầu đập loạn xạ, tên nhân viên đấu giá nói tiếp, như mọi người cũng biết thì elf gần gũi với thần cũng như các tinh linh hơn con người. Tóc cô ấy có một màu trắng cực kỳ nổi bật, đây là một elf có mái tóc bạch kim cực kỳ hiếm. Sức mạnh ma thuật của cô ta đã khiến cô ta trở thành món hàng đắt giá. Nếu ai đủ khả năng để mua thì cô ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của người đó. Giá khởi điểm sẽ là 10.000. Bỗng nhiên tên Dragon trả giá 1 triệu đồng vàng. Cả sàn đấu giá như bùng nổ luôn, một mức giá không tưởng. Tên Barbatos thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dragon thì vẫn đang không hiểu thứ cảm giác này là gì nữa, cô ấy thật là đáng yêu. Cậu muốn cứu cô ấy và muốn thấy cô ấy cười. Có vẻ như cậu đã tìm thấy thứ mà cậu cần rồi. Dragon bay thẳng về sàn đấu giá, với cái giá cao kinh khủng đó thì Dragon đã thành công mua được cô gái tộc Elf. Cậu khá thắc mắc về cái xích trên cổ của cô ấy, đó là một chiếc vòng cổ để niêm phong ma thuật. Và hiện tại thì chưa có ai biết cách mở nó ra cả.
Dragon đang không biết làm thế nào để bắt chuyện với cô ấy, cậu đưa cô ấy trở về lâu đài. Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói một lời nào cả, Dragon thì muốn bắt chuyện nhưng mà cậu chẳng biết nói cái gì cả. Bỗng nhiên cô ấy lên tiếng, em có thể hỏi một câu được không ạ, em sẽ bị giết bằng cách nào ạ? Câu hỏi như sét đánh ngang tai, Dragon đứng dậy mà bảo, tôi đâu có ý giết cô, tôi cần cô phải sống. Cô ấy nghĩ nếu vậy thì chắc cô ấy sắp phải trải qua cái cảm giác sống không bằng chết. Cũng tại mấy cái thứ này, nó thuộc về tên chủ nhân trước của lâu đài thôi, tại Dragon lười quá nên không dọn chúng đi. Dragon tự giới thiệu về mình. Dragon thực sự muốn hỏi tên cô ấy, nhưng mà mở miệng không ra. Lúc này cô ấy cũng tự giới thiệu, cô ấy tên là Nephelia và biệt danh của cô ấy là Nephi. Dragon khá bất ngờ khi cô ấy không có họ, nhưng dù sao thì tên của cô ấy thật đẹp, Nephi bảo cô ấy là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Bỗng nhiên cô ấy đứng dậy và kéo vậy lên, em là gái còn trong trắng, chết mẹ, Dragon bảo cô bỏ váy xuống làm vật thì hỏng mắt anh em đang xem video mất. Hóa ra Nephi tưởng là Dragon mua cô để dùng làm thí nghiệm, nhưng Dragon không có ý định làm vậy. Nephi tò mò mà hỏi, vậy ngài mua em về làm gì vậy ạ? Dragon bảo, cô không cần biết lý do, thích mà không biết nói kiểu gì đúng là cay cú thật anh em ạ. Trước hết thì Dragon sẽ cho Nephi chọn một căn phòng, Nephi lại nghĩ Dragon cho phép cô tự chọn nơi mình sẽ chết. Dù thế nào thì Nephi cũng nghĩ mình bị đưa vào cửa tử, Dragon cũng hiểu là Nephi đã bị bắt và bị bán đi như một nô lệ. Cô ấy đã bị tiêm nhiễm tư tưởng để trở thành vật thí nghiệm hoặc vật hiến tế. Và cậu không biết cô ấy đã bị nguyền rủa cái gì, nhưng có vẻ cô ấy không muốn nói về nó nên cậu cũng không hỏi. Có vẻ cô ấy không có nơi nào để về nữa. Cô ấy thật giống với Dragon, cậu cũng không có họ, không nhớ nổi ba mẹ là ai, điều duy nhất cậu nhớ là cái tên Dragon và cuộc sống ở bãi rác. Dragon nói, ta mua cô vì ta cần cô, vậy nên đừng có nói mấy thứ liên quan tới chết chóc, từ giờ cô phải sống vì ta. Dragon dẫn Nephi về phòng của cô ấy. Trong lúc đi lên cầu thang thì Nephi bị trượt chân, Dragon đã đỡ cô ấy lại. Trong vô thức cậu đã nắm tay Nephi và dẫn cô đi. Khi chợt nhận ra thì ngại đỏ cả mặt, nhưng mà giờ thả tay ra thì kỳ lắm. Dragon dẫn Nephi đến một căn phòng, vừa mở cửa ra thì bên trong toàn sọ người và một cái máy chém đầu làm tên Dragon đóng lại không kịp luôn. Nephi bảo, ngài có thể lấy đầu em nếu như đó là điều ngài muốn. Dragon liền giả vờ bảo đó chỉ là cái bẫy bảo vệ lâu đài khỏi mấy kẻ đột nhập. Cậu dùng ma pháp tạo ra một vụ nổ để dọn dẹp cái đóng đó. Nephi lại bị thêm một cú sốc nữa, cô chưa bao giờ thấy ma pháp phá hủy nào mạnh như vậy. Căn phòng này có một cái ban công, Nephi cũng rất thích căn phòng này, có vẻ Nephi rất thích ngắm trăng, từ giờ Nephi sẽ ở căn phòng này, cô cúi đầu cảm ơn Dragon. Đã lâu lắm rồi Dragon mới được ai đó cảm ơn. Và Nephi cũng vậy, đã lâu lắm rồi cô mới nói cảm ơn ai đó. Nguyên cả tối hôm qua tên Dragon không thể ngủ được, vì cái căn phòng đó không hợp để ngủ nên cậu đã cho Nephi ngủ lại đây. Nhìn cô ấy ngủ như thế làm thế nào mà Dragon có thể không nghĩ lung tung được chứ? Không phải cậu không có dũng khí để làm gì đó, nhưng nghĩ tới việc bị Nephi ghét thì cậu lại không còn ý nghĩ gì nữa. Lúc này Nephi tỉnh dậy, khi thấy Dragon thì cô đã chào buổi sáng cậu. Nhưng Dragon không biết phải nói gì khi có ai đó chào buổi sáng mình nữa. Cậu nói ta đã đi mua ít đồ, cả hai cùng nhau ngồi ăn sáng. Nephi khá bất ngờ khi thấy chủ nhân Dragon cũng ăn thứ đồ ăn giống cô, những thứ như này chỉ để nô lệ ăn để sống qua ngày thôi. Hóa ra là từ nhỏ Dragon đã ăn mấy thứ này nhiều quá nên cũng quen rồi, cậu cũng tự hỏi không biết con người bình thường họ ăn cái gì nữa. Nephi hỏi, chủ nhân có thể cho em đi nấu ăn được không ạ? Tên Dragon nghe vậy thì sướng ơi là sướng, nghe đến đồ ăn nhà làm thì thật là hấp dẫn. Thường ngày cậu chỉ cắm đầu vào ma pháp mà không hề quan tâm gì đến ăn uống, và bây giờ cô gái cậu đang yêu đang chuẩn bị nấu ăn cho cậu nên cậu cảm thấy rất vui. Dragon quyết định là sẽ đưa Nephi đến thành phố để mua sắm. Có một anh mèo lái xe ôm công nghệ đang mời chào hai người họ với giá 3 đồng. Nhưng tên Dragon đã hết tiền rồi, cậu ta đã dùng tất cả tài sản để mua Nephi. Thế là cả hai đành đi bộ vậy, hiện tại cậu chẳng còn đồng nào trong người cả, nếu không tìm cách xoay sở thì mua sắm bằng niềm tin à. Dragon nghĩ là cậu nên tấn công và cướp tiền của anh mèo xe ôm công nghệ, nhưng nếu làm vậy thì Nephi sẽ nghĩ cậu là thứ gì chứ? Bỗng nhiên phía sau có tiếng kêu cứu, một đám cướp đang tấn công anh mèo xe ôm. Nephi khi thấy cảnh tượng đó thì mặt cô đã biến sắc, Dragon nghĩ có thể là Nephi cũng bị bắt theo kiểu đó. Cậu tạo ra một tia sét đánh thẳng vào lũ cướp, Dragon bảo đây là cách dọn dẹp bọn rác rưởi. Bọn chúng khi thấy một pháp sư thì cũng khá sợ, nhưng bọn chúng nghĩ pháp sư cần thời gian để niệm chú nên phải tấn công nhanh. Tên đó lao lên dùng rìu chém thẳng vào Dragon, cậu đã dùng tay không giữ chặt cây rìu đó, một tên đã bị Dragon đánh bại dễ dàng. Lúc này có một tên pháp sư xuất hiện, hắn cùng một phe với đám cướp kia. Tên đó tạo ra một vòng tròn ma pháp lửa cực kỳ lớn, nhưng khi hắn chuẩn bị tung chiêu thì không được, hóa ra Dragon đã chiếm quyền kiểm soát vòng tròn ma pháp đó rồi. Cậu đánh thẳng một đòn vào tên đó, một cái lỗ to đùng luôn, nhìn cái hố vậy thì tên đó chắc cũng đi bán muối luôn rồi. Đám cướp còn lại sợ hãi mà chạy hết, Dragon bảo Nephi là lũ cướp này chẳng có gì phải sợ cả.
Những người được cứu thì lao đến mà cảm ơn Dragon. Anh mèo xe ôm công nghệ đưa cho Dragon một túi tiền và nhờ cậu đi theo bảo vệ. Đúng lúc đang cần tiền nên Dragon đồng ý ngay, mà cậu cũng không ngờ kiếm tiền lại dễ như vậy. Sau này hết tiền chắc chỉ cần đi vòng vòng đánh kẻ xấu là lại giàu ngay. Nhưng mà pháp sư vốn luôn được xem là những kẻ xấu, bị săn đuổi mà. Dragon nghĩ có lẽ họ không sợ cậu là bởi vì có Nephi đi cùng. Nephi hỏi, tại sao chủ nhân lại cứu họ vậy? Dragon bảo, ta làm vậy là muốn nói rằng cô không cần gì phải sợ hãi lũ cướp như thế. Dragon nhận ra đây là cơ hội chiếm lấy tình cảm của cô ấy, nếu như cậu có thể nói mấy lời ngọt ngào để cô ấy mở lòng. Nhưng cậu lại nói, tất cả những gì ta muốn làm là đặt đám kiêu ngạo đó về đúng vị trí của chúng. Cuối cùng thì cả hai cũng đến được thành phố. Dragon nghĩ trước tiên nên mua ít đồ dùng thiết yếu cho Nephi, nhưng cậu cũng không biết là một cô gái sẽ cần những cái gì nữa. Dragon nhìn thấy một cửa hàng áo quần, cậu tiến vào và bảo chủ quán chọn một số trang phục phù hợp với Nephi. Chủ quán khi thấy Nephi thì khen cô đúng là một mỹ nhân, nhưng khi thấy cái vòng cổ thì cô ấy khá ngạc nhiên. Dragon cũng nghĩ chiếc vòng cổ đó quá nổi bật và gây chú ý. Lúc này Nephi bước ra từ trong phòng thử đồ, một bộ đồ cực kỳ mát mẻ. Tên Dragon thấy vậy thì ngượng đỏ cả mặt, cậu bảo cô chủ quán nên chọn trang phục cho phù hợp vào, nhưng cô ấy bảo cô ấy đang đáp ứng gu của Dragon. Dragon bảo cô ấy chọn áo quần bình thường thôi. Thế là cô ấy chọn cho Nephi một bộ đồ hầu gái được làm từ loại lụa cao cấp, đôi giày được khắc ma pháp hồi phục để làm giảm đi sự mệt mỏi khi phải đứng nhiều. Nephi cũng thích bộ này nên họ đã mua nó. Trong lúc rời đi thì cô chủ đã ghé vào tai Nephi mà nói, thật tuyệt khi em có một chủ nhân quan tâm đến mình như vậy nhỉ. Tiếp theo Dragon đưa Nephi đến một tiệm khác, cậu hỏi ông chủ có biết cách gỡ cái vòng cổ này ra không. Nhưng ông chủ bảo thứ này không gỡ được, nó nằm ngoài khả năng của ông ấy. Ông ta bảo có thể cái vòng đó được kèm theo một cái bẫy, nếu gỡ không đúng cách thì cô ấy có thể gặp nguy hiểm. Chỉ có cách là dùng chìa khóa thôi, Dragon nghĩ chìa khóa đó có thể đang ở lâu đài của ma vương Marchosia, cậu đưa cho ông chủ ít tiền để cảm ơn ông. Nhưng ông ấy đã không nhận, bởi vì Dragon đã cứu ông ta một mạng. Cách đây hơn một năm, khi xe hàng của ông ta bị tấn công thì Dragon đã cứu ông ấy và vợ của ông ấy. Dragon thầm nghĩ, có lẽ là trong những tên mình tiêu diệt đã có tên nào đó tấn công thợ rèn này. Dragon chào ông chủ và ra ngoài chợ để mua đồ về nấu, nhưng trời sắp tối rồi, nên cậu cũng không muốn Nephi phải nấu nướng nữa. Cả hai cùng nhau đến một quán ăn, bỗng nhiên Nephi hỏi, chủ nhân vẫn dự định tháo chiếc vòng xuống sao? Ngài không nghĩ rằng em sẽ bỏ chạy mất sao? Thực ra Dragon cũng nghĩ như vậy, nhưng Nephi chẳng có lý do gì để ở bên cạnh mình cả. Cho dù cô có bỏ trốn đi nữa thì cũng không sao. Nhưng đó là suy nghĩ, còn nói là khác. Tên Dragon nói, đó là một thứ lúc này ta vẫn chưa thể tháo ra, đừng kỳ vọng nhiều quá. Tên Dragon này đúng điên, suy nghĩ một đường nhưng lại nói một nẻo. Nephi chưa từng ăn những thứ này bao giờ. Dragon nghĩ, lý do cô ấy khiến mình chú ý ngay cái nhìn đầu tiên có lẽ là bởi vì cả hai có hoàn cảnh rất giống nhau. Nephi thử một miếng, đúng là ngon thực sự. Tên Dragon thì dùng nỉa, nhưng mà chọc mãi chả trúng. Thấy vậy nên Nephi đã đút cho cậu, Dragon ăn một miếng, đúng là ngon, nhưng mà ngon không bằng ngại. Nephi bảo, chủ nhân chưa bao giờ ra lệnh cho em, liệu ngài có thể cho phép em làm những gì mà em nghĩ là nó sẽ có ích cho chủ nhân không ạ? Dragon bảo, nếu như đó là điều em muốn thì em cứ làm. Dragon cũng đút lại cho Nephi một miếng, mọi người xung quanh nhìn họ mà cười khì khì. Cả hai ngại ngùng mà rời khỏi quán trở về nhà. Đây là cô gái được Dragon cứu, cô không ngờ cô lại được một pháp sư cứu mạng. Lúc đó cô và mọi người đang tiêu diệt những tên pháp sư nhắm vào những cô gái trẻ. Thì đã có một tên hiệp sĩ bất ngờ tấn công, nhưng sau đó cô nhận ra tên đó là một pháp sư mang mặt nạ người, và đó cũng là tên mà bọn cô đang đuổi bắt. Và người đàn ông tên Dragon đã cứu cô, anh ta có đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đâu đó trong anh ta có chút cô đơn. Đây là giáo hoàng Clavel, ông ta bảo pháp sư Dragon là kẻ đứng sau những vụ bắt cóc, nhưng cô gái ấy nghĩ là có gì đó nhầm lẫn. Giáo hoàng bảo, những pháp sư rất độc ác. Ngay cả khi hắn ta không liên quan gì tới vụ bắt cóc thì đó vẫn là ác quỷ, cần phải bị trừng phạt. Cô gái đó nghe vậy thì đã xin giáo hoàng giao nhiệm vụ này lại cho cô, ông ta cũng đã đồng ý. Và cô gái đó là thánh kiếm thiếu nữ, đội trưởng thánh hiệp sĩ, cô ấy tên là Chastil. Vào một buổi sáng sớm, Dragon vừa ngủ dậy thì cậu đã thấy Nephi đứng ở trước mặt mình rồi, hóa ra cô ấy đã chuẩn bị bữa sáng cho Dragon. Dragon không ngờ cô ấy đã chuẩn bị bữa sáng cho mình rồi còn đứng đó đợi mình tỉnh dậy nữa chứ. Tại Nephi thích ngắm mặt của Dragon thôi. Cuối cùng thì tên Dragon cũng nói được lời chào buổi sáng với Nephi rồi, coi như có một bước tiến triển mới trong phần giao tiếp anh em ạ. Nephi đã trang trí căn phòng này rất là lung linh luôn, tên Dragon khá là ngạc nhiên bởi vì cái căn phòng này lúc trước chả khác gì cái bãi tha ma. Cô còn tự tay nướng bánh mì nữa chứ, tên Dragon có vẻ khá thích thú. Nhìn Nephi pha trà đi, đôi tay cô cứ nảy lên nảy xuống, tên Dragon tự hỏi, có phải cô ấy đang vui không? Vì mãi chuẩn bị đồ ăn cho Dragon mà Nephi vẫn chưa ăn sáng, Dragon mời cô ấy ăn cùng, nhưng cô ấy chỉ làm có một phần thôi. Nhưng mà nhìn cờ rớt nhịn đói thì làm sao chịu được, Dragon bảo cô ấy ăn một nửa phần của mình đi.
Tiếc thay là ở phòng này cũng chỉ có một cái ghế, thế là Jagan bảo Nephi cứ ngồi lên đùi của mình. Nephi nghe vậy thì ối rồi ôi, mặt đỏ như quả ớt. Cô cứ thế mà đặt đít lên, lên đùi của Jagan nhé anh em. Jagan còn đút bánh mì cho Nephi nữa chứ. Nephi nói với giọng điệu ngại ngùng, ngài đúng là xấu tính quá đó chủ nhân ạ, nhưng mà em thích. Không thể để bản thân mình thiệt thòi được, Nephi phản công ngay, cô đút cho tên Jagan một thìa canh. Ngày hôm sau, lúc này tên Jagan đang ngồi đọc sách trong thư phòng, Jagan đang đọc sách ma thuật, Nephi khá là tò mò, cô không hiểu ý nghĩa của việc vẽ ra những biểu tượng ma thuật đó là để làm gì nữa. Bản thân Nephi cũng tự nhận là cô không thể dùng được ma thuật. Jagan nghe vậy thì khá ngạc nhiên, bởi vì Nephi có lượng mana cao hơn mức trung bình nhiều. Cậu bắt đầu vẽ ra một biểu tượng, những biểu tượng như vậy chứa đựng một lượng ma lực nhất định. Nó được cho là ngôn ngữ của thần linh, nhưng cũng có thể là khế ước với ác quỷ, nhưng thật sự ra sao thì Jagan cũng chưa biết được. Còn cái này là một dạng biểu tượng cơ bản được gọi là vòng tròn ma thuật, nếu chuyển ma lực vào nó sẽ tạo ra tia sét. Chúng ta có thể thêm các biểu tượng khác để làm tăng thêm sức mạnh của nó, điều khiển cũng như mở rộng phạm vi của nó. Một tia sét lớn hơn đã xuất hiện, tất cả những gì ta cần làm là chuyển mana vào nó, ai cũng có thể sử dụng được nó mà. Vì thế nên ta cần phải tạo một ràng buộc để không có pháp sư nào khác có thể sử dụng, nếu không làm như vậy thì những pháp sư khác có thể dễ dàng chiếm quyền kiểm soát. Cấu trúc của một vòng tròn ma thuật được gọi là mạch ma thuật, Nephi tò mò mà hỏi, chủ nhân đã đặt mạch ma thuật ở ngoài vòng tròn, vậy liệu có thể đặt vào bên trong nó được không? Đúng là có thể đặt được nhưng lại bất khả thi. Để làm vậy ta cần tạo ra một vòng tròn ma thuật khác bên trong một vòng tròn ma thuật hoàn chỉnh. Làm như vậy sẽ khiến rối loạn dòng chảy mana, và cả hai sẽ không thể kích hoạt hoặc mất kiểm soát. Nhưng nếu có thể kiểm soát được dòng chảy mana thì điều này là khả thi. Và ai làm được điều đó thì người đó sẽ an toàn trước mọi ma thuật, về mặt lý thuyết thì người đó sẽ là pháp sư bất bại. Bất cứ ai cũng có thể dùng được ma thuật nếu nắm được cách nó hoạt động. Đối với pháp sư trí thức chính là sức mạnh. Bỗng nhiên Nephi hỏi Jagan một câu, ngài muốn làm gì với sức mạnh đó? Jagan muốn dùng sức mạnh đó chỉ để sinh tồn. Khi còn nhỏ cậu không có tiền, cũng chẳng có chỗ để ở. Cậu đã phải ăn cắp mọi thứ, rồi một ngày cậu bị một pháp sư bắt được. Ngay trước khi cậu bị ông ta giết, thì cậu đã xoay sở thoát ra được và giết ngược lại ông ta. Đó cũng là lúc Jagan nhận ra, nếu muốn tiếp tục tồn tại thì cần phải trở nên mạnh hơn. Dù mục tiêu có vẻ hơi xa vời nhưng cậu muốn trở thành người bất tử. Lúc này phía bên ngoài có một đám người đang tiếp cận lâu đài của Jagan. Jagan bảo Nephi ở nhà chuẩn bị bữa tối, cậu sẽ đi ra ngoài tiếp khách. Bọn họ gồm 4 người, Chaskil là người dẫn đầu. Cô dùng kiếm phá bỏ kết giới của Jagan một cách dễ dàng, Jagan cũng đã xuất hiện. Thanh kiếm của Chaskil có thể dễ dàng phá bỏ kết giới của Jagan như vậy, thì chắc chắn đây là một trong những thanh thánh kiếm. Một trong 12 lưỡi kiếm được đồn là đã giết chết cả quỷ vương, nó còn là biểu tượng sức mạnh của nhà thờ. Jagan nhìn Chaskil có vẻ quen quen, hóa ra là cô gái Jagan đã cứu đây mà, nếu biết cô ta là thánh hiệp sĩ thì Jagan đã không thả cô ấy đi rồi. Jagan tung một đòn thẳng về phía cô ấy, tên kia đã kịp thời dùng khiên đỡ đòn. Jagan cũng cảnh cáo bọn chúng nên rời đi trước khi anh nóng giận, mấy bộ giáp của bọn chúng mặc có vẻ sở hữu mức phòng thủ khá cao. Nhưng nếu Jagan đánh nghiêm túc thì chết con mụ nó hết. Tên cầm khiên lao lên với vẻ mặt đòi ăn tươi nuốt sống Jagan, cái kết là đi luôn cả khiên cả người. Jagan khuyên bọn chúng nên rời đi, hay là các ngươi tính để một cô gái yếu đuối vác 3 cái xác về nhà. Tên này cầm kiếm lao lên Jagan chỉ dùng một ngón tay đã làm gãy đôi thanh kiếm, cậu đạp thẳng lên mặt hắn. Cậu khuyên Chaskil nên đứng yên nếu không muốn cái đầu của thằng này bị dẫm nát như trái cà chua. Chaskil hỏi, tại sao ngươi lại tra tấn anh ta như thế, ngươi định nhục mạ những người bại trận sao? Jagan gọi đó là cách lan truyền sự sợ hãi, nếu như cậu giết tất cả thì những trường hợp đó chỉ ghi chép lại là có 4 người đã thiệt mạng thôi. Để lan truyền sự sợ hãi, cậu phải để cho bọn chúng sống sót và quay về để kể lại những gì đã xảy ra. Nhưng Chaskil đã nhận ra tên Jagan nói dối, thực chất hắn không muốn Nephi thấy một đống xác người quanh nhà thôi. Chaskil cầm kiếm lên, thanh kiếm đó có thể phá vỡ được ma thuật của Jagan, mặc cho Chaskil có chém bao nhiêu nhát thì Jagan chỉ né chứ không đánh trả. Cậu không thích đánh nhau với phụ nữ tẹo nào. Bỗng nhiên Chaskil nói, tại sao người như anh lại vấy bẩn tay mình bằng ma thuật chứ? Cô cho rằng ma thuật là thứ tà ác, sử dụng thứ sức mạnh đó để đàn áp và khiến mọi người chịu tổn thương là một điều xấu. Jagan phản đam liền, cậu bảo, nhưng thứ sức mạnh của cô đang sử dụng thì sao, chẳng phải cô cũng đang dùng nó để giết những pháp sư yếu hơn sao? Jagan cũng không định bao biện cho bản thân, nhưng ngoài kia vẫn có rất nhiều người không thể nào sống thiếu được ma thuật. Và những kẻ trà đạp lên sinh mệnh của người khác như là một lý lẽ để tồn tại, thì anh nghĩ điều của Chaskil làm không phải là đúng. Cô dùng kiếm đâm thẳng vào Jagan, tuy Jagan đã dễ dàng tóm gọn thanh kiếm nhưng không ngờ thanh kiếm đó lại tỏa ra một lượng nhiệt khiến cho tay cậu bị bỏng luôn. Chaskil tiếp cận Jagan rồi nói, anh có thể giả vờ là bản thân đã bị tôi giết không? Nhà thờ sẽ tiếp tục săn lùng nếu anh còn sống, hãy giả vờ chết sau đó từ bỏ ma thuật và sống như con người bình thường đi. Chaskil nói tiếp, anh không giết cấp dưới của tôi,
Anh luôn nói về nỗi sợ nhưng tôi lại nhìn thấy sự nhân từ trong mắt anh, và trên hết, tôi sẽ không quên người đã cứu mạng mình. Và đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho anh. Một thánh hiệp sĩ mà tiếp tay cho pháp sư là một tội nghiêm trọng, không ngờ cô ấy lại mạo hiểm để đưa ra lời đề nghị như vậy. Nhưng mà Dragon không thể làm vậy, nếu cậu bỏ chạy thì Nephi sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng. Lúc này Nephi chạy từ trong lâu đài ra, tên này thấy Nephi thì phóng thẳng cây thương vào người cô ấy. Dragon đã dùng tay mình chặn cây thương đó lại, nó đâm xuyên qua bàn tay của cậu luôn. Nephi lúc này như một người khác vậy, cả khu rừng như đang rung chuyển bởi thứ gì đó. Những cây dây không biết từ đâu xuất hiện mà tấn công mấy tên hiệp sĩ kia, cũng may là Dragon đã kịp thời ngăn Nephi lại. Đây chính là sức mạnh thật sự của Nephi, sau đó những thánh kỵ sĩ kia đã rút lui, Dragon nhớ rằng là Nephi nói cô ấy không hề sử dụng được ma thuật cơ mà. Nephi cũng khẳng định thứ lúc này không phải là ma thuật, Nephi hỏi Dragon, chủ nhân có thấy em kỳ quái không ạ? Đúng là thứ lúc này Dragon chưa từng thấy bao giờ, nhưng làm sao mà Dragon có thể nghĩ vợ mình là một kẻ kỳ quái được chứ? Nephi bảo thứ sức mạnh đó được gọi là ma pháp, Dragon không ngờ ma pháp thật sự tồn tại, nó không phải là kỹ thuật được tạo ra bởi các logic và định nghĩa liên kết chặt chẽ nào cả. Ma pháp là một sức mạnh kỳ diệu, tạo ra những thứ vượt qua ngoài quy luật tự nhiên chỉ bằng những ước muốn. Vì thứ đó mà Nephi bị coi là đứa trẻ bị nguyền rủa, mọi người đều xa lánh cô. Những đứa trẻ có mái tóc trắng như Nephi bị cho là không nên được sinh ra trên đời này. Vào một ngày nọ, ngôi làng của Nephi bị tấn công và mọi người đã yêu cầu cô sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ họ. Họ nói rằng đó là lúc Nephi phải đền đáp ân huệ vì đã được phép sống. Khi nghe những lời đó, thâm tâm Nephi đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cô đã không hề kháng cự và bị con người bắt đi, mọi người điên cuồng chạy trốn khắp nơi nhưng khó lòng mà thoát được. Và khi cô chứng kiến điều đó cô đã nghĩ rằng họ xứng đáng bị như vậy, cô đã cười vào mặt của bọn họ. Nhưng rồi sau đó cô đã nhận thức được về điều mà cô đã làm, Dragon bảo. Nếu tôi là em tôi đã giết cả lũ tấn công lẫn những người trong làng rồi, khi đã có sức mạnh thì hãy sống thật mạnh mẽ, nếu không đó sẽ là sự xúc phạm đối với những người yếu đuối phải bỏ mạng. Cách đây rất lâu Dragon từng cứu giúp một cô gái khỏi một băng cướp, Dragon đã nói với cô ấy. Kẻ yếu ớt thì bị áp bức như này là điều hiển nhiên, nếu không muốn tiếp tục gặp chuyện như này cô phải trở nên mạnh hơn. Nhưng cô gái không nghĩ vậy, chẳng lẽ kẻ yếu thì không được phép sống hay sao, phô trương sức mạnh của mình có khiến bản thân trở nên vĩ đại không? Dragon nghĩ cô ta đã được nuôi trong một môi trường tốt đẹp, lòng từ bi và sự nhân hậu là liều thuốc khiến cho chúng ta trở nên bất cần. Sống một cuộc sống như vậy đã khiến cô ấy trở nên yếu đuối. Còn Dragon thì không muốn như vậy nên cậu đã cố gắng để trở nên mạnh hơn, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chả còn lại được gì. Nhưng hiện tại đã khác, cậu đã có Nephi rồi. Nephi đã khóc, cô khóc vì cuối cùng cũng có người chấp nhận cô, hiểu được cô. Về cái vết thương ở tay, Dragon không hiểu tại sao nhưng bây giờ cậu không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Cậu tháo băng ra thì vết thương đã biến mất. Hóa ra là vết thương đã được Nephi chữa lành lúc Dragon chạm vào cô ấy. Dragon khá bất ngờ với sự kỳ diệu của ma pháp, dù sao thì cũng cảm ơn Nephi. Nephi đứng hình luôn, bởi vì đây là lần đầu tiên Dragon nói những lời như vậy với cô ấy. Cũng tối rồi nên Dragon ngồi trên ghế chợp mắt một tí, lúc này Nephi đến cùng với một cái gối trên tay, cô muốn ngủ cùng với Dragon cho nó vui. Đầu óc đen tối của tên Dragon bắt đầu phát huy tác dụng, hắn tưởng Nephi muốn thịt hắn. Nhưng Nephi vì thấy Dragon cứ ngủ mãi trên chiếc ghế đó, như vậy kiểu gì có ngày cũng bị vẹo cuộc sống. Cô nghĩ Dragon nên gối đầu lên đùi của cô và nằm xuống thì sẽ tốt hơn, không thể từ chối được. Tên Dragon cứ thế mà gối đầu lên song quê, cảm giác đúng là thoải mái, nhưng mà cũng hơi xấu hổ. Bỗng nhiên Dragon hỏi Nephi có muốn học ma thuật không, theo Dragon thấy thì hiện tại Nephi vẫn chưa kiểm soát được ma pháp mà cô có. Dragon cũng không biết là việc học ma thuật có giúp Nephi kiểm soát được ma pháp hay không, nhưng ít nhất cũng có thể dùng để tự vệ. Nephi đã đồng ý trở thành đệ tử của Dragon, cô muốn học ma thuật để sau này có thể giúp đỡ cho Dragon. Nephi nghĩ một người mạnh mẽ như Dragon cũng chính là không hiểu được những gì mà một kẻ yếu đuối đang nghĩ, nhưng qua chuyện đó Nephi cũng biết Dragon đã chịu rất nhiều đau khổ. Bởi vì khi Dragon kể câu chuyện đó, Nephi thấy mặt của cậu ấy rất buồn, cô cứ thế ôm Dragon vào lòng. Được cờ rớt ôm vào lòng nên Dragon khá là thích thú, sẽ thật tốt nếu từ giờ cả hai có thêm những lúc như này. Sáng hôm sau tên Barbatos đến chơi, hắn nghe nói lũ thánh hiệp sĩ đã tấn công nhưng không ngờ tên Dragon vẫn ngồi đó uống cà phê chiêu chiêu như vậy. Nghe bảo bọn chúng còn dùng cả thánh kiếm, thế mà bọn chúng vẫn không thắng nổi Dragon, đúng là bất ngờ thật. Lúc này Nephi mang ra cho Barbatos một tách cà phê muối, hắn hốt hoảng khi thấy Nephi, hắn hỏi Dragon, tại sao nhà ngươi vẫn chưa dùng cô ta để làm vật tế? Đừng bảo là ngươi sẽ để cho cô ta sống và làm phục vụ cho ngươi nha. Dragon cũng cho hắn biết luôn, hiện tại Nephi là đệ tử của Dragon. Nếu như dùng elf thì không có ma thuật nào mà không thể xài được nữa rồi, hắn lại nghĩ xấu Dragon nữa rồi. Đơn giản là Dragon thích Nephi thôi ông nội à. Tên Barbatos cũng đoán Dragon thắng lũ hiệp sĩ là nhờ Nephi, và cái đống cây này là của Nephi. Tên Barbatos đoán là Dragon đang nhắm tới vị trí ma vương. Nhưng thực ra thứ Dragon muốn là cái chìa khóa vòng cổ của Nephi, nếu trở thành ma vương thì có thể dễ dàng tìm thấy nó hơn.
nhưng sự thật thì Dragon khó có khả năng được chọn. Dragon chỉ mới học ma thuật được cỡ 10 năm, nhưng có những người đã học trong hàng trăm năm, xét về tri thức hay kinh nghiệm thì Dragon hoàn toàn không có cửa. Ngồi cà phê một lúc thì tên Barbatos rời đi, sau đó Dragon dẫn Nephi đi sửa lại kết giới, bởi vì cứ mỗi lần tên Barbatos đó đến chơi thì nó sẽ phá kết giới của Dragon. Đây là cơ hội để cho Nephi học những điều cơ bản về vòng tròn ma thuật. Kể từ đó Nephi đã rất chăm chỉ học ma thuật, Dragon cũng không còn cô đơn nữa, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tuyệt vời. Còn về phần ma pháp của Nephi, cô ấy có vẻ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã một tháng kể từ khi Nephi đến đây. Bỗng nhiên có một con chim hai đầu xuất hiện, nó đưa cho Dragon một bức thư. 12 tên ma vương kia đang muốn triệu tập Dragon. Đây là trung tâm thương mại Kianois, bên dưới thị trấn này là một kiến trúc được tên cựu ma vương Marchosias sử dụng làm nơi ẩn náu. Và đây cũng là nơi mà 12 ma vương đang tụ hội, Dragon tiến vào bên trong, tên ma vương kia vừa cất giọng thôi mà Dragon đã cảm thấy một áp lực kinh khủng. Tên kia tuyên bố, pháp sư Dragon được chọn để trở thành ma vương thứ 13, hắn tạo ra một ma pháp cực kỳ mạnh. Đó là khắc ấn của ma vương mà Marchosias đã để lại, nếu trở thành ma vương thì Dragon sẽ thừa hưởng khắc ấn đó. Cái khắc ấn này đúng là kỳ diệu, một lượng mana cực mạnh đang tỏa ra từ nó. Đó là thứ sức mạnh tương tự với những tên ma vương đang ở đây. Đó là lý do tại sao ma vương lại mạnh kinh khủng như vậy. Nhưng Dragon vẫn đang thấy khó hiểu, ngoài kia có rất nhiều pháp sư mạnh mẽ hơn cậu, vậy mà tại sao họ lại chọn cậu làm ma vương? Một trong 12 tên ma vương bảo, đúng là sức mạnh của Dragon rất yếu, nhưng hiện tại không có bất kỳ pháp sư nào có thể giết được ngươi. Pháp sư đầu tiên mà ngươi giết, Andras oán hận, hắn không phải là một pháp sư yếu, nhưng mà ngươi có thể phản kháng và giết ngược lại hắn. Lấy đi mạng sống và tri thức của hắn, đặc biệt lúc đó ngươi chỉ mới 8 tuổi. Hắn đoán Dragon đã học ma thuật từ tên Andras đó chỉ bằng cách nhìn qua, không chỉ vậy, Dragon còn nắm giữ được khả năng của nó chỉ trong một khắc. Đó là lý do mà Dragon có thể tạo ra ma thuật độc nhất. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã nhìn thấu được Dragon. Tài năng của Dragon đúng là rất kinh khủng, nếu cậu muốn cướp bóc thì không ai có thể ngăn cản được, nếu cậu muốn giết chóc thì không một ai có thể sống sót được, và nếu cậu khao khát sức mạnh thì tất cả các pháp sư sẽ phải tự nguyện dâng chúng tới cho cậu. Đó là sức mạnh của một bạo chúa, nó rất phù hợp với một ma vương. Và hắn tin một ngày nào đó Dragon sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất lịch sử. Dragon bảo, nếu đó là sự thật thì các vị sẽ bị ta cướp đi ma thuật đó. Bọn họ cười lớn, nhưng ngươi sẽ bị bọn ta cướp nhiều hơn là những gì ngươi có thể cướp từ bọn ta đấy. Sự trả thù của ma vương không đơn giản chỉ là sự hủy diệt, mà bọn ta sẽ xóa sổ tất cả những thứ liên quan tới ngươi, sẽ không có hòa bình đâu, đó là thế giới mà ngươi đã lựa chọn. Dragon cũng biết từ cái ngày cậu trở thành một pháp sư, thì cũng là lúc cậu đánh mất đi cuộc sống bình thường rồi. Đích đến cuối cùng của một pháp sư chỉ có hai lựa chọn, trở thành ma vương hoặc là chết. Cậu chỉ tiếc là cậu đã vô tình kéo Nephi theo thôi. Dragon đưa ra một điều kiện, nếu họ đáp ứng được thì cậu sẽ trở thành ma vương. Và tất nhiên, bọn họ đã đồng ý. Sau đó Dragon đã hấp thụ cái khắc ấn đó vào người, từ giờ cậu là ma vương Dragon và bọn họ sẽ trao cho cậu một danh hiệu. Sau đó cậu trở về nhà, cậu nghĩ bản thân đã vào con đường này rồi, nhưng Nephi vẫn còn cơ hội để có được một cuộc sống tốt hơn. Dragon khoe với Nephi rằng cậu đã trở thành ma vương. Và cậu đã thừa kế di sản của ma vương Marchosias, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã có được chìa khóa vòng cổ của Nephi, Dragon cứ thế mà mở vòng cổ cho Nephi. Với tư cách của ma vương, ta không cần cô ở bên nữa, hãy rời khỏi đây đi Nephi. Sau đó Nephi ngồi thẫn thờ ở một góc nhỏ đâu đó ở trong thành phố. Cô không hiểu tại sao cô lại ở đây, chỉ nhớ là cô đang nấu món thịt cừu mà Dragon rất thích. Nephi định quay trở lại lâu đài thì cô phát hiện cái vòng cổ, bây giờ cô mới nhớ ra là Dragon đã vứt bỏ cô. Sau khi bị Dragon đuổi đi thì Nephi ngồi ủ rủ một mình trên phố, cô gái thánh kỵ sĩ thấy vậy thì đến hỏi thăm, khi thấy thánh kỵ sĩ thì Nephi bảo cô ấy hãy giết mình đi. Chẳng phải thánh kỵ sĩ có nhiệm vụ phải tiêu diệt pháp sư sao, nhưng mà cô thánh kỵ sĩ kia đâu có ý định giết Nephi, mọi người thấy vậy thì tưởng cô thánh kỵ sĩ đang định làm hại Nephi. Cô gái người chim đã xuất hiện và chửi cho thánh kỵ sĩ một tràng, mọi người dân ở đây cũng chửi thánh kỵ sĩ, bởi vì tất cả ở đây đều rất yêu quý Nephi. Thấy vậy thì Nephi mới giải thích cho mọi người biết là cô ấy không làm gì cả. Cô thánh kỵ sĩ khóc nức nở vì uất ức, cô ấy chỉ là thấy một cô gái tội nghiệp nên đến hỏi thăm thôi mà. Sau đó cả ba cùng nhau vào một quán ăn để trò chuyện, mọi người cứ ăn thoải mái chầu hôm nay cô gái người chim sẽ đãi. Nephi thử một miếng, đó là món ăn mà hôm qua cô đã làm cho Dragon, thịt cừu hầm. Bỗng nhiên nước mắt trào ra, tại sao chủ nhân lại bỏ em chứ? Sau đó Nephi kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả hai người kia nghe, cô thánh kỵ sĩ Chastil cũng bảo. Theo như cô quan sát thì Dragon là một người đàng hoàng, vậy mà lại vứt bỏ Nephi sau khi cô hết giá trị. Nhưng Nephi bảo chủ nhân không phải là người như vậy, rồi cô hỏi, ma vương là gì vậy? Ma vương là những người pháp sư mạnh nhất, thị trấn này từng do ma vương Marchosias đứng đầu, và nơi này rất yên bình. Nhưng kể từ khi ông ta qua đời, thì lập tức xảy ra rất nhiều chuyện về vụ bắt cóc các thiếu nữ của các pháp sư.
Nhà thờ cũng đã bắt được thủ phạm, tên đó là pháp sư có biệt danh là kẻ cắp da mặt. Theo lời của cô thánh kỵ sĩ, ma vương còn được coi là biểu tượng của quỷ dữ, là thứ mà các thánh kỵ sĩ cần phải loại bỏ, cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Chỉ có 12 thánh kiếm nhưng lại có tận 13 ma vương. Ngay cả khi thánh kỵ sĩ hy sinh bản thân thì cơ hội chiến thắng là cực kỳ thấp. Vì thế khi một ma vương mới được chọn ra, nhà thờ cần phải cố gắng hạ hắn trước khi hắn nắm giữ hoàn toàn sức mạnh. Cũng có những pháp sư khác nhắm vào họ để nâng cao vị thế của bản thân. Nephi sau khi nghe những lời đó thì cô cũng hiểu, có lẽ chủ nhân vì điều đó mà đuổi cô đi. Cô thánh kỵ sĩ có một vài điều muốn hỏi Nephi, Dragon có phải là người đứng sau vụ bắt cóc người cho mục đích hiến tế hay không? Nephi chắc chắn là không. Chủ nhân là một người không có hứng thú với kẻ yếu. Khi ngài ấy cứu giúp xe ngựa đang bị bọn cướp tấn công, ngài ấy đã nói rằng ngài ấy ghét chuyện đó. Cô thánh kỵ sĩ cũng nghĩ vậy, lần đầu gặp cô đã có cảm giác Dragon không phải là kẻ xấu. Cô cảm thấy Dragon như đang cần sự giúp đỡ, trong anh ta rất là cô đơn, nhưng lại từ chối thừa nhận nó và luôn tỏ ra là mình ổn. Nephi cũng hiểu điều đó, đặc biệt là khi Dragon kể về quá khứ của bản thân. Vào cái đêm cô gặp được Dragon, cô đã nhìn thấy vầng trăng bên cửa sổ, cứ tưởng là bản thân sẽ không được ngắm nó lần nào nữa, nhưng chủ nhân đã ngắm cùng cô. Và cô nghĩ ngay bây giờ chủ nhân cũng cần ai đó ở bên cạnh, cô sẽ trở về lâu đài. Dù Dragon rất mạnh mẽ, thế nhưng không có nghĩa ngài ấy sẽ không thể bị tổn thương, không một ai có thể chịu được sự cô đơn, và em sẽ là người ở đó, hỗ trợ cho chủ nhân. Có vẻ là đã có pháp sư nào đó mạo danh Dragon để làm việc xấu, cô thánh kỵ sĩ hứa là sẽ lấy lại sự trong sáng cho Dragon. Nephi cũng cảm ơn hai người, nhưng cô không hiểu tại sao cô gái người chim lại tốt với cô như vậy, cô ấy bảo bởi vì chúng ta là bạn. Nephi nghe vậy thì rất vui, vì đây là lần đầu tiên có ai đó gọi cô là bạn. Cô thánh kỵ sĩ cũng muốn nhập hội bạn bè. Thế là từ giờ Nephi có hội chị em bạn gì rồi. Ba tên lính của cô thánh kỵ sĩ cũng xuất hiện, họ thấy Nephi thì rất sợ hãi. Bỗng nhiên một làn khói đen xuất hiện, cô thánh kỵ sĩ đã kịp thời đẩy cô gái người chim ra. Một giọng nói từ đâu đó vang lên, hắn tự nhận là Dragon. Và bảo nếu muốn cứu hai người này thì hãy đến lâu đài của ta. Một lúc sau ba tên kỵ sĩ đó đã tự chui đầu vào bẫy của Dragon. Dragon đã giăng khá nhiều bẫy quanh lâu đài, bẫy này là do cậu cùng với Nephi đã làm ra. Dragon nghĩ, Nephi cũng chỉ ở với cậu gần đây, vì đã giữ khoảng cách nên sẽ không ai đào sâu vào mối quan hệ này nên cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Người dân ở đây cũng rất yêu quý Nephi, cô ấy xứng đáng được sống một cuộc sống ấm áp và bình yên. Lúc này cô gái người chim bay đến, cô ấy báo cho Dragon biết Nephi và cô thánh kỵ sĩ Chastil đã bị bắt, cô hy vọng Dragon sẽ đi cứu họ. Nhưng nếu cậu công khai đi cứu Nephi thì nó sẽ làm rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, điều đó càng khiến Nephi gặp nguy hiểm. Nhưng khi cô gái người chim cho Dragon biết là Nephi đang cố quay trở lại cạnh anh, cô ấy chỉ muốn mãi bên cạnh anh thôi. Những câu nói đó khiến cho Dragon đau hơn bất cứ đòn tấn công nào. Không ngờ Nephi vẫn quan tâm tới cậu dù cậu đã nói những lời rất nặng nề, không ngờ lại có một người quan tâm tới một kẻ phản diện như cậu. Dragon nói, cô nói đúng, pháp sư chỉ là một lũ rác rưởi không hơn không kém, Nephi là của ta. Và ta sẽ biến những tên cặn bã nào dám động tới cô ấy thành cát bụi, cậu tạo ra một vòng tròn ma pháp cực lớn. Cô gái người chim và ba tên kỵ sĩ kia cũng muốn đi cùng, cô ấy bảo cả hai đã bị một thứ gì đó như bóng tối kéo đi, Dragon đã biết thủ phạm là ai rồi. Ở một cái hang nào đó, Nephi và Chastil đang bị giam cầm ở đây, Nephi đã bị phong ấn ma thuật bằng cái vòng cổ rồi, nhưng cái này không phức tạp giống cái trước, nhưng Nephi cũng không đủ sức phá nó. Ở đây cũng không có cây cối để cô có thể thi triển ma pháp. Và người bắt cóc Nephi chính là tên Barbatos. Nephi cứ tưởng hắn ta là bạn với Dragon, hắn kể về chuyện của Andras oán hận, đó là tên pháp sư đầu tiên mà Dragon đã giết. Và tên đó chính là sư phụ của hắn. Nhưng hắn làm vậy không phải là để trả thù cho sư phụ đâu, bởi vì nếu tên Dragon không giết ông ta thì hắn sẽ là người giết. Cái tòa lâu đài Dragon đang ở, tiền Dragon bỏ ra để mua Nephi, và tri thức mà Dragon đang có, hắn nghĩ tất cả những thứ đó đáng ra phải thuộc về hắn. Hắn đã thử khiêu khích nhà thờ để tấn công Dragon, nhưng lại không hiệu quả. Chastil nghe vậy thì cũng hiểu tên Barbatos là kẻ đứng sau vụ bắt cóc đó. Và tên kẻ lột da mặt đó cũng là người của hắn. Và cũng chính là hắn nghĩ ra cái ý tưởng hiến tế đó cho Barbatos, để chứng tỏ với 12 ma vương rằng hắn là người thích hợp với chiếc ghế ma vương còn trống. Khi trước hắn đã có chút lo lắng về cách tìm vật tế, nhưng giờ thì đã có Nephi rồi. Lượng mana của một tộc elf tóc trắng sẽ đủ để hắn mở ra cánh cổng. Nhưng Nephi đã cho hắn biết, Dragon đã chính thức trở thành ma vương kế nhiệm rồi. Tên Barbatos nghe vậy thì tức điên lên. Hắn kéo Nephi đi, nếu thứ này được hoàn thành chả có vấn đề gì kể cả Dragon là ma vương. Hắn gọi Nephi là công cụ tốt nhất, từ nhỏ tới lớn Nephi đã luôn bị gọi là công cụ. Nhưng Dragon thì chưa bao giờ gọi cô là công cụ cả, cô bắt đầu phản kháng, cô phải sống sót quay về với chủ nhân. Thân thể này thuộc về chủ nhân, ta không muốn bị kẻ như ngươi chạm vào. Tên Barbatos tức giận chuẩn bị tung đòn, phía bên ngoài có ai đó dùng ma thuật phá nát cửa hang, đó chính là Dragon, nói hay lắm Nephi. Đúng như ta mong đợi từ học trò của mình.
Từ khi cái tên pháp sư lột da mặt đó xuất hiện, Dragon đã nghi ngờ tên Barbatos rồi. Dragon đã không nghĩ một tên như kẻ lột da mặt lại có thể phá được kết giới của cậu. Và cậu đã ngay lập tức nghĩ đến Barbatos, một kẻ mà ngày nào cũng ra vào kết giới của cậu. Và giống như cái tên lột da mặt thì cái lần với lũ thánh hiệp sĩ cũng thế, Barbatos đã đến rất đúng lúc, kiểu như hắn đang muốn đến xem kết quả vậy. Đến cả một thằng ngu cũng phải nghi ngờ hắn chứ nói gì là Dragon. Dù biết vậy nhưng Dragon vẫn để tên Barbatos thích làm gì thì làm, nhưng hôm nay hắn dám làm Nephi bị thương thì hắn phải trả giá. Dragon lao đến tung cho hắn một đòn khiến cho tên Barbatos kêu lên trong đau đớn. Rồi cậu dùng ma pháp mở trói cho Nephi, Nephi ngã vào Dragon mà bảo: "Em rất đau nhưng trông chủ nhân có vẻ còn đau hơn cả em nữa, em không biết đã có chuyện gì với chủ nhân, lẽ ra em nên chấp nhận sự thật khi mà chủ nhân nói rằng ngài không còn cần em nữa. Nhưng nếu chủ nhân cảm thấy đau đớn thì chắc chắn điều đó không ổn chút nào." Tên Barbatos nhân cơ hội mà tấn công Dragon, nhưng những ma thuật của hắn đều bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Trước đây Dragon đã từng nói cho Nephi nghe về lý thuyết ma thuật mạnh nhất, đó là thêm một vòng tròn ma thuật ở bên trong đè lên một ma thuật đã hoàn chỉnh. Và nếu một ma thuật giống nhau thì ta có thể ghi đè lên nó từ bên trong, nếu như vậy nó sẽ cộng hưởng với nhau và từ đó hủy bỏ đi thuật pháp đó. Lần đầu Dragon dùng ma thuật là năm cậu 8 tuổi, khi bắt được cậu, tên Andras oán hận đã thi triển một vòng tròn ma thuật, Dragon đã ghi nhớ nó và bí mật vẽ nó lên lòng bàn tay. Không có thứ gì để sử dụng nên Dragon đã phải dùng máu của mình để vẽ. Khi cậu bị bắt trong lúc đang cố trốn thoát và sắp bị giết, Dragon đã tung ra cái vòng tròn ma pháp đó và may mắn thắng được tên Andras. Tên Barbatos tức giận tạo ra hàng trăm vòng tròn ma thuật, nhưng nó đều lần lượt bị biến mất. Tên Barbatos không tin nổi, rất nhiều trong số chúng là ma thuật mà Dragon chưa từng thấy bao giờ, vậy làm sao hắn có thể ghi đè và hủy tất cả chúng? Dragon đã luôn cải tiến những ma thuật mà cậu thấy ấn tượng thay vì chỉ dành lời tán dương cho chúng. Cậu đã luôn tự nhốt mình trong lâu đài và không nói chuyện với bất cứ ai. Và đây là kết quả của quá trình tìm tòi đó. Dragon đã gộp tất cả ma thuật của Barbatos lại thành một. Barbatos không ngờ, tất cả ma thuật của hắn lại bị Dragon hấp thụ hết. Giờ Dragon là một quỷ vương nên cậu cũng có danh hiệu cho mình rồi. Những tên ma vương khác đã đặt cho cậu cái danh hiệu đó là kẻ diệt pháp sư. Dragon tung thẳng một đòn vào Barbatos. Cú đánh khiến hắn bị thương khá nặng. Barbatos nhận ra Dragon đã phá hết ma thuật phòng thủ của hắn, và hắn cũng chưa thấy có tên nào sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội như Dragon cả. Nghĩa là ngay cả khi hắn có là ma vương thì cũng không thể chịu được một đòn của Dragon, Barbatos đã chịu thua. Hắn thề là sẽ không xuất hiện trước mặt Dragon nữa, hắn cũng nguyện trao tất cả tri thức của hắn cho Dragon, và đặc biệt chúng ta là bạn mà. Nhưng Dragon bảo, pháp sư làm gì có khái niệm bạn bè, cậu đấm một phát khiến cho tên Barbatos sợ đến nổi không nói được luôn, Dragon sẽ không giết hắn. Bởi vì giết hắn thì Dragon không thể thưởng thức được những loại rượu ngon nữa. Tên Barbatos bảo, nếu để tao sống chắc chắn tao sẽ giết mày. Cho tới khi mày chết đi tao sẽ không từ bỏ. Dragon cũng đồng ý luôn, nhưng với một điều kiện là mỗi lần thua thì hắn phải đem đến cho cậu một chai rượu. Là một ma vương thì ta cần gì phải quan tâm đến mấy tên như ngươi, ta sẽ làm những gì ta thích. Nếu Nephi muốn sống dưới ánh nắng mặt trời thì ta sẽ cai trị ánh sáng đó. Bỗng nhiên lúc này cái vòng tròn ma pháp của Barbatos được kích hoạt, Dragon nhận ra cú đánh vừa nãy xuống sàn nhà đã tạo ra sự cộng hưởng với cái vòng tròn ma thuật này. Barbatos tạo ra cái này là để triệu hồi một con quỷ, quỷ từng tồn tại ở thế giới này từ thời cổ đại trước khi nó biến mất, dù không có một bằng chứng nào cho thấy chúng thực sự tồn tại. Nhưng có giả thuyết cho rằng những ký tự được pháp sư và giáo hội sử dụng là thứ được truyền lại bởi thần linh và ác quỷ. Từ trong vòng tròn ma pháp đó chui ra một con quỷ, do không có vật hiến tế nên con quỷ vẫn chưa hoàn chỉnh, nó chỉ là một cái bóng. Mặc dù vậy áp lực nó tạo ra còn hơn cả những tên ma vương lúc trước mà Dragon gặp, cái thứ này con người không thể thắng được. Dragon nghĩ rằng cậu sẽ phải chết ở đây rồi, bỗng nhiên con quỷ cúi đầu trước cậu, chủ nhân xin ngài hãy ra lệnh. Dragon nhận ra khắc ấn ma vương trên tay cậu đang phát sáng, rốt cục cậu đã thừa hưởng thứ gì vậy chứ, Dragon ra lệnh cho con quỷ biến đi. Thế là con quỷ chui lại vào trong vòng tròn ma pháp đó, vì chấn động quá lớn nên cái hang này cũng sắp sập rồi, Dragon đưa tất cả mọi người ra ngoài. Mọi người cũng từ biệt nhau ở đây, Barbatos sẽ trở về và mang rượu đến cho Dragon rồi hắn sẽ cút đi, bây giờ chỉ còn lại mỗi Dragon và Nephi. Tuy là ma vương ngầu lòi nhưng đứng với cờ rớt thì cũng chẳng mở miệng ra được, Nephi nói, em muốn ở bên cạnh chủ nhân. Bỗng nhiên Dragon quỳ xuống, ta muốn em gọi ta bằng tên thay vì cứ gọi là chủ nhân, không phải một người hầu hay nô lệ, cũng không phải là một học trò. Ta muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên thân thiết hơn, em sẽ là của ta, em sẽ mãi thuộc về ta cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Dragon gục ngã, sao cái câu đơn giản như anh yêu em mà mình cũng không thở ra được cơ chứ? Nephi nghe vậy thì cô đã rất vui. Cô bảo Dragon hãy đeo cái vòng này lại cho cô, đó là thứ đã giúp cô có thể gặp được Dragon, nó sẽ là liên kết giữa hai người. Dragon cứ thế mà đeo vào cho Nephi, sau đó Nephi hỏi, mối quan hệ mà không phải nô lệ, người hầu hay học trò ấy, thì chính xác nó là gì vậy? Tên Dragon nghe xong thì mặt mày tối sầm, ai đó trả lời câu hỏi đó cho hắn với. Phía giáo hội thì Chaskill đã từ chối nhiệm vụ thảo phạt ma vương thứ 13 Dragon. Dragon đã cứu mạng cô tới 2 lần, cô không thể phản bội anh ta được.
Cái kết là cô đã bị tước đi vị trí chỉ huy của Thánh Hiệp Sĩ, cô cũng đã quyết định rồi, giáo hội đã quá thối nát, cô sẽ rời đi và làm những gì cô muốn. Mặc dù vậy nhưng ở nơi đây vẫn có người tốt, vị cha xứ này rất yêu quý Chastil, nhưng ông không thể giúp gì được vì không đủ quyền hạn. Ông nói cho Chastil biết một thông tin, đó là tên Raphael, kẻ sở hữu thánh kiếm đáng sợ nhất đang trên đường tới đây, có vẻ như hắn tới đây để thanh trừng Chastil với tư cách là kẻ phản bội. Sau cái vụ triệu hồi được ác quỷ đó, Jagan đã trở về và tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn không có thông tin nào liên quan cả. Hôm nay Nephi đã nấu một bữa ăn rất thịnh soạn, sau khi ăn xong thì Jagan ngồi thưởng thức món tráng miệng, đó là bánh pudding, cậu thử một miếng thì trời ơi, nó ngon vãi cả cớt. Lúc này phía bên ngoài đã có một kẻ phá vỡ kết giới của cậu, hắn lại có thể dễ dàng vượt qua các cạm bẫy mà Jagan đã đặt nữa chứ. Hắn phá cổng và tiến thẳng vào bên trong, Jagan cũng nhận ra đó là tên Valefor ma nhân, một trong những ứng cử viên ma vương. Hắn đến đây để đánh bại Jagan và cướp đi sức mạnh của cậu. Jagan bảo hắn đợi một xíu, đang ăn dở mà đánh đấm cái gì. Hắn mặc kệ lao thẳng tới tấn công Jagan, nhưng cậu đã chặn lại một cách dễ dàng. Hắn há miệng chuẩn bị tung ra một quả cầu phép thì Jagan đã cho hắn ăn một đòn, hóa ra đằng trong bộ giáp đó là một đứa trẻ. Jagan khi thấy vậy thì trời ơi, vừa nãy mình đã đánh bay một đứa trẻ sao? Cả hai đưa cô bé đến phòng khách nằm nghỉ ngơi. Cô bé vừa tỉnh dậy đã lao vào tấn công Jagan. Jagan bảo cô bé nên cảm ơn Nephi vì nếu không có Nephi thì ta đã chặt đầu của nhóc rồi đó. Cô bé không hiểu tại sao Jagan không giết cô mà để cô sống trong khi cô đã đến đây để giết Jagan. Jagan bảo Nephi đã cứu nhóc đó. Lý do cô bé tấn công Jagan là vì cô bé muốn có sức mạnh. Jagan nhìn các chiêu thức của cô bé thì cậu chắc chắn cô bé là một long nhân, rồng có thể sống hàng trăm, hàng nghìn năm và một số trường hợp có thể lên chục nghìn năm. Jagan sẽ phạt cô bé bằng cách cho cô bé làm phụ tá cho Nephi trong vòng một tuần. Cô bé lại càng bất ngờ hơn bởi vì cô tưởng Jagan sẽ ăn thịt cô, bởi vì con người nghĩ rằng nếu ăn thịt rồng sẽ khiến họ mạnh hơn. Tắm trong máu rồng để trường sinh bất tử, ăn thịt rồng để có lượng mana vô hạn, xương của rồng thì có thể chế thành thần dược chữa trị bách bệnh. Nhưng với Jagan thì khác, đánh trẻ con thôi cậu cũng cảm thấy tội lỗi vừa lờ rồi chứ nói gì ăn thịt. Sau đó Jagan bảo Nephi mang đến cho cô bé một tô cháo. Jagan bảo đó là lòng thương hại của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu, cô bé tức giận định vứt bát cháo đi nhưng Jagan bảo, ta nhắc lại lần nữa. Ta rất ghét những kẻ phí phạm thức ăn, và nhất là thức ăn do Nephi nấu, ta sẽ giết đấy. Cô bé bình tĩnh lại, thử một miếng xem sao, nó ngon hơn tưởng tượng nhiều luôn. Thế là cô bé làm một ngụm hết sạch tô cháo. Sau đó cô bé đã giúp Nephi làm việc nhà, Jagan thì nấp ở gốc cây để quan sát. Cô bé nhìn vậy chứ là một đứa trẻ rất ngoan. Cô bé còn khen bát cháo mà Nephi nấu rất ngon. Cô bảo Nephi có thể gọi cô là Pho. Pho hỏi, tại sao chị lại ở đây cùng anh ta vậy? Jagan đã mua chị và mang về đây. Nhưng ngài ấy không xem chị là nô lệ mà xem chị như là một con người, thế nên đây là nơi mà chị thuộc về. Pho buồn bã mà nói, em còn chẳng có nơi nào để về. Trong vài ngày sau Pho đã giảm sự đề phòng và tự giác làm các công việc nhà, Jagan vẫn đang tìm tòi thông tin về ác quỷ nhưng chẳng có gì liên quan. Pho hỏi, ngươi không sợ ta tấn công từ phía sau sao? Jagan cười mà đáp, ta luôn sẵn sàng bất cứ khi nào nhóc muốn. Đổi lại nếu nhóc thua thì thời gian làm việc sẽ được tăng lên, sau đó cả bọn cùng nhau thưởng thức bữa ăn, đồ ăn đúng là ngon vô cùng. Bỗng nhiên Pho xin lỗi Jagan vì lần trước đã làm gián đoạn bữa ăn của cậu. Sắp tới Jagan sẽ đưa Pho đến lâu đài của Ma Vương để tìm kiếm vài thứ. Nhưng Pho bảo, chẳng phải như thế là chia sẻ cho ta tri thức của Ma Vương đời trước sao? Chưa kể ngươi còn cho ta vào thư phòng nơi cất giữ những bí mật quan trọng nữa. Nếu ta lấy cắp chúng thì sao chứ? Nhưng Jagan không quan tâm. Với cậu thì Pho chỉ là một đứa trẻ. Và cậu bảo Pho cứ cư xử như một đứa trẻ. Ở đây không ai dị nghị điều đó đâu. Chết cha, Pho khóc rồi. Jagan xoa lấy đầu cô bé mà bảo nín đi. Trước tiên hãy ăn hết đồ ăn cái đã. Vừa ăn xong thì Pho đi ngủ liền luôn, thấy trên tay con bé còn cầm cái muỗng nên Jagan lấy ra giúp nó. Lúc này Pho nói, cha ơi, có vẻ như cô bé đang mơ về cha mẹ của mình. Nephi nhìn Jagan mà bảo, giống như là chúng ta vừa có một đứa con vậy đó. Nói xong thì cả hai nhìn nhau ngại đỏ cả mặt. Jagan bắt đầu nghĩ về việc con cái và gia đình, một ma vương như cậu lại đang khao khát một hạnh phúc đơn giản như thế, thật là buồn cười. Phần này đến đây là hết rồi, hẹn gặp anh em ở phần sau nhé.